the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always Stephen. Chàng công tử, chàng hoàng tử thực sự đã ra chinh phục khán giả. Chị cảm thấy rất là vui khi mà Stephen diễn rất tốt. Và với cái cách mà em kiểm soát cái vòng hào quang của em một cách rất có chủ đích. Và khi mà em ra em diễn ở tới nơi, em kiểm soát, em nhìn sâu vào khán giả, em nhìn sâu vào mentor, em nhìn sâu vào huấn luyện viên và ban giám khảo, làm cho chị cảm nhận được cái sự tự tin, sự nội lực bên trong em. Và chị cảm thấy rằng đây mới chỉ là bắt đầu của em. Đó là những cái lời nhận xét của chị dành cho các em. Who wanna be the next face Vietnam? Sắm gì cứ tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt tiki ngay.